Xin chào mọi người, mình là bé Sen, đến từ vùng biên của vùng đất được mệnh danh là đất sen hồng, vì đâu đâu cũng bắt gặp sen. Sen có mặt khắp nơi vì sen là biểu tượng cho đất và con người Hồng Ngự Đồng Tháp chúng mình. Nơi mình ở là vùng Cù Lao đầy ấp phù sa với tên gọi thân thương Long Khánh. Long Khánh ngày nay được biết đến bởi nhiều đặc trưng tiêu biểu khác biệt hơn so với những xã Cù Lao của vùng biên giới Hồng Ngự. Trước đây khi nhắc đến địa phương này, người ta thường nghĩ ngay đến cách chở đò ngang, dân cư thưa thớt, chủ yếu gắn với nghề nông. Nhưng ngày nay, những con người hiền hòa, chân chất, nhiệt tâm, sáng tạo nơi đây đã từng ngày khoác cho Long Khánh một diện mạo hoàn toàn mới. Địa phương đã trở thành một trong những địa điểm tham quan, du lịch nổi tiếng cả trong và ngoài nước, với bãi cồn cát đẹp hoang sơ, có nền cát vàng, rộng, trải dài hàng chục hecta nằm cạnh sông Tiền, thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan trong những ngày cuối tuần, lễ, Tết. Nơi đây còn là địa điểm dừng chân của nhiều du khách, đặc biệt là những đoàn tham quan du lịch khi đến với làng dệt choàng trăm năm tuổi. Để rồi, từ những bỡ ngỡ buổi đầu, chiếc khăn choàng tuy đơn sơ, mộc mạc, được người thợ tỉ mỉ, khéo léo trên từng con thoi, sợi chỉ đang từng ngày vươn xa, trở thành một trong những vật phẩm được chọn làm quà tặng cho những ai đã từng đến với Long Khánh. Nhưng thật thiếu sót nếu chúng ta không nhắc đến đình thần Long Khánh, một trong những biểu tượng tâm linh cho đất và con người ở nơi đây. Qua nhiều lần di dời, dựng lắp, đình Long Khánh vẫn giữ được giá trị kiến trúc điển hình của đình làng Nam Bộ, là một trong những ngôi đình lớn nhất hiện đang tồn tại cho đến ngày nay ở vùng Nam Bộ. Trong những năm 1928-1929, cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thỉnh thoảng có đến đình Long Khánh xem mạch hốt thuốc cho dân. Qua việc này, cụ thường khéo léo bàn chuyện nước non với các cụ già trong làng. Năm 1978, khi bọn Pol Pot xâm chiếm biên giới Tây Nam nước ta, đình Long Khánh được sư đoàn 330 sử dụng làm quân y viện điều trị thương cho bộ đội, góp phần đánh tan bọn diệt chủng xâm lược. Hàng năm, đình tổ chức hai ngày lễ lớn: lễ thượng điền vào ngày 16-17 tháng 12 âm lịch và hạ điền vào ngày 9-10 tháng 5 âm lịch. Ngoài ra, mùng 1 Tết hàng năm, đình có lễ thỉnh thần về ngự đình, mùng 3 cúng đình, mùng 7 hạ nêu. Trong năm, đình tổ chức cúng 3 rằm lớn là rằm tháng Giêng, tháng 7 và tháng 10. Ngày 28 tháng 1 năm 2013, Ủy ban Nhân dân huyện Hồng Ngự long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia, đình Long Khánh. Với kiến trúc hiện nay, đình Long Khánh là địa điểm sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, thu hút mọi tầng lớp nhân dân đến cúng viếng và phát huy giá trị phục vụ nhiệm vụ chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương. Hàng năm, bé Sen cùng các bạn thường xuyên tổ chức những buổi tham quan thực tế ở đình Long Khánh. Từ đó, bé Sen và các bạn càng thêm tự hào về những giá trị văn hóa của địa phương. Qua đó, bé Sen và các bạn lại có thêm động lực học tập, phấn đấu cho định hướng tương lai, vì sự phát triển của đất sen hồng. Mình cùng với hơn 1.194 bé Sen còn lại của cánh đồng sen Long Khánh cũng đang góp công sức học tập, rèn luyện để vùng đất sen hồng luôn được tỏa sắc lưu hương. Có thể thấy, tuổi trẻ Long Khánh nói chung và nhiều thế hệ học sinh vẫn đang nói tiếp truyền thống hiếu học, tự chủ, sáng tạo, góp phần rất lớn hiện thực hóa 5 điều Bác Hồ dạy: yêu tổ quốc, yêu đồng bào, học tập tốt, lao động tốt, đoàn kết tốt, kỷ luật tốt, giữ gìn vệ sinh thật tốt, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.